Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Chào Trúc Yên. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mình sẽ nhớ ngay là em nói duyên về dáng nè ha. Dáng lắc lượng nè ha, dáng lông nè ha, dáng trực nè ha. Và tàn là tàn tròn đều và tàn lực nha cô chú anh chị nha. Và mặt hoa hơi khỏi chê rồi, màu vàng đậm rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và bông là bông chùm nha cả nhà nha. Và hình thức của bên em á, là giá công khai trên nếp là giá đã bao ship nha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Và số hotline của bên em là 0939 779 318. Đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mai giả Tân Châu cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. Rồi không là mất thời gian nữa, mình vào clip nha cả nhà ơi. Rồi. Đây, đây là những em mini nha mấy anh chị nha. Giảo mini thuần chậu luôn cô chú chị ơi. Giảo Tân Châu nha cả nhà. Những em như thế này là tầm 1 năm rưỡi trở lên rồi nha cô chú anh chị ơi. Tay cành đều nha mấy anh chị nha. Rồi, chiều cao của em nó là từ 40-60. Tán ngang cũng tầm 40-60 nha cô chú anh chị. Đây cả nhà xem giúp em. Rồi còn cái hoành của em nó nha mấy anh chị, là cỡ ngón trỏ hoặc ngón cái em là tùy cây nha cô chú anh chị ơi. Đây cả nhà xem ha. Rồi em dưới đây cũng vậy đây, mấy anh chị xem giúp em ha. Đó, em về số lượng nhiều nha mấy anh chị nha. Một chậu em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có nha cô chú anh chị. 200.000 một chậu là em bao ship nha cả nhà ơi. 200.000 một chậu nha. Rồi. Đó. Rồi, tiếp theo mấy anh chị ơi, mã 165 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao nha cả nhà. Tầm 1m15. Tán ngang 80. Rồi, 17 quanh nha cả nhà và đường kính bầu 35. Rồi, xây luôn. Đây, thân cành luôn à quý vị. Đó, hoa. Rồi, dừng luôn à Trúc Yên. À, quá, wow, sao hoa quý vị. À, quý vị thấy hoa hai lớp đều hết trơn luôn ha. À. À. Chùm nào cũng vậy quý vị. Mấy anh chị xem giúp em ha. Đây. Có nhiều anh chị là thắc mắc hỏi giảo này là có ghép hay không. Dạ thưa mấy anh chị là giảo Tân Châu của bên em là giảo zin nha. Chỉ là uống em nó từ nhỏ thôi. Tạo dáng lắc lượng ha, tay cành rồi ha. Chứ không hề ghép nha cả nhà nha. Là mới riêng nha quý vị ơi. Riêng nha, không ghép như quý vị. Giá luôn nhiêu em? Rồi cái mã này là cái mã 165. Em cho lưu giá là 1 triệu em bao ship nha cả nhà. Rồi 1 triệu. À, cái mới luôn. Tiếp theo mã 166. Rồi 166. Chiều cao tầm 1m3. Tán ngang 80. Rồi. 17 hoành nha mấy anh chị và đường kính bầu 35. Rồi, để đây. Chân dòng ở đây. Rồi, thân cành luôn quý vị. Rồi, em này cũng hoa cũng bông rất đẹp nha mấy anh chị. Quý vị. Bông to không nha. À, bứng lên rồi mà bông nó còn to như thế này nè quý vị. À, khi mà nữa quý vị về trồng nó nằm đất hay nằm bồn thì nó còn dữ hơn nữa ha. À, bông nó đạt hơn nữa ha quý vị. Này, xoay xoay cho mấy anh chị xem ha. Bông to, đẹp. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, cái mã này là mã 165. Em giao lưu giá là 1 triệu mốt. Em bao ship cho cô chú anh chị nha cả nhà ơi. 16 mấy? Ủa, 166 em xin lỗi nha. Mã 166 giao lưu giá là 1 triệu mốt nha cả nhà. Rồi, 166 nha quý vị. Tiếp theo mã 167. Rồi, 167. Rồi, chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 80 nha mấy anh chị ơi. Rồi, này là 17 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 35. Rồi, xe xe luôn. Rồi, thân cành luôn nè quý vị. Hoa em này hoa cũng đạt quá ha. Ê, hoa nào nè hoa. Nó to to không à quý vị ơi. Quá xá luôn mấy anh chị ơi. Hoa nào cũng vậy quý vị nè. Hoa này bự hơn. Hai lớp cánh à, rõ luôn nè cả nhà đó. Xem giúp em ha. Đó, hai lớp cánh nè. Đây. To không ha. Bông to hai lớp cánh nha cô chú anh chị. Tại cành đều. Bông bự. Rồi, giá luôn nhiêu Trúc Yên? Rồi, mã này là cái mã 167 nha mấy anh chị ơi. 1 triệu 2 em bao ship cho cô chú anh chị nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 168. Rồi, 168. Chiều cao tầm 1m. Tán ngang là 75. Rồi. Rồi 15 hoành và đường kính bầu 32. Rồi để đây. Em này có cái co tròn do.
À, dính ở dưới đây luôn quý vị, nằm sát ở dưới ha, đẹp ha, chữ O ở dưới luôn. Đó, còn thân cành này hoa cũng đẹp lắm nha quý vị. Ồ, bông đẹp nha mấy anh chị ơi. Hoa nè, hoa bự bự không quý vị nè. Đó, hoa bự không ha, hoa chất lượng quá nè quý vị nè. Quá đẹp hả anh chị ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 168, em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo, mã 169 ạ. Rồi, 169. Chiều cao tầm 1m3, tán ngang 90 nha cả nhà. Rồi, 15 hoành mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 39 nha. Rồi, xe xe luôn. Rồi, thân cành luôn, hoa cũng đẹp không đây ha. Nắm cái hoa hai lớp bông bự không à quý vị. Đó, dài lên trên ha, bông nào rồi bông dưới cũng về bông trên nha ha, bông đẹp không đây. Đó, xả nè mấy anh chị ơi. Đó, bông nào cũng bự mà bông như vậy nè, quá đẹp ha, an tâm về cái cây này không quý vị. Cả nhà xem giúp em nha. Ô ô lốt bà xong. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này mã 169, em giao lưu giá là 1,2 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, qua cây mới luôn. Tiếp theo mã 170, chiều cao tầm 1m, tán ngang 75. Rồi. Bông này cũng rất xuất sắc luôn cả nhà ơi. Quanh 17 nha mấy anh chị nha, và đường kính bầu 40. Rồi. Rồi, thân cành luôn. Đó. Nhìn nó thân cành ha. À, trên đỉnh cũng có hoa đây, ở dưới cũng có luôn. Đây, hoa hao gì? Hoa đẹp quá. Mấy chị xem giúp em ha. Những em này mình mua về mình ghép mà cũng lợi ha mấy chị ha. Lấy bo ghép cây mai vàng vườn ha. Dạ. Rồi, cái mã này là cái mã 170 nha mấy chị ơi. Em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, 1 triệu. Rồi, qua cây mới luôn rồi quý vị. Tiếp theo mã 171. Chiều cao tầm 1m2, tán ngang 75. Rồi, 15 hoành, đường kính bầu 31. Rồi, để đây. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Xay xay luôn. Đây, mấy anh chị xem giúp em nha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 171, em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 172 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang đây là 70. Rồi. Rồi, 18 hoành nha mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 31. Rồi, xe xe luôn. Rồi, thân cành nè quý vị. Cành nè, không đặt hết trơn này ha. Rồi, dừng trước quen. À, trên đây có cái hoa xinh xinh ở trên đây. Hai lớp cánh luôn hả anh chị ha. Cái này, cũng gần gần 3 lớp á. Đây lớp quý vị. Mình tính 2 lớp thôi ha, chứ em này là gần 3 lớp. Mười mấy cánh nữa. Đây là những cái bông gió nha mấy anh chị nha, nên không được chuẩn nha cả nhà. Khi mà mình trồng vô chậu hoặc xuống đất á, thì nó sẽ khỏe hơn nha mấy anh chị nha. Đủ sức thì bông, kích thước bông nó sẽ thay đổi nha cả nhà. Rồi, cái mã này là cái mã 172 nha cô chú anh chị ơi, giáng long nha. Em giao lưu giá yêu thương thôi, 900 ngàn em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo 173 nha cả nhà. Chiều cao tầm 1m05, tán ngang 75. Rồi, 20 hoành, đường kính bầu 38. Rồi, để luôn. Đây kha đây quá ha. Rồi, cành lực không đây. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã 173, giao lưu giá là 1 triệu 1, em bao ship cho cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 174 ạ. Rồi, 174. Chiều cao tầm 1m25, tán ngang 85. Này có mặt hoa cho gì mình xem luôn ha. Rồi, để đây. Rồi, 16 hoành, đường kính bầu 39 nha cô chú anh chị. Rồi, xe để luôn.
thân cành luôn. Cành đều hết trơn ha. Nó bông bự 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 hai lớp cũng ha. Nó lên tới cái đỉnh luôn. À, cho xem cái hoa tới cái đỉnh cái ha. Đây. Rồi, hoa đẹp quá. Đã ha. Hoa này đạt quá ha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này mã 174, em giao lưu giá là 1 triệu mốt nha cả nhà ơi. Rồi, 1 triệu mốt. Rồi, qua cây mới luôn. Wow, bông quá đẹp luôn. Rồi, mã này làm cái mã 175 nha cả nhà. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 85. Hoành 17 và đường kính bào 37 ạ. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, cành luôn rồi quý vị, hoa cũng hoa đẹp luôn ha. Quý vị ngắm nghía thân cành như hoa thì quá xa hoa luôn. Rồi, dừng luôn ha. Đồ đã luôn. Ô, cái bông này to quá quý vị. Đó, 4 ngón tay của mình cúp lại luôn ha. Chất lượng luôn. Rồi, giao luôn như đem. Rồi, cái mã này là cái mã 175, em giao lưu giá là 1 triệu mốt nha mấy chị ơi, em rồi. Bao ship luôn ạ. 1 triệu mốt. Tiếp theo. Wow, mã 176 nha cả nhà. Rồi, 176. Chiều cao 95, tán ngang 75. Rồi, cái hoành luôn mấy chị ơi, 17 hoành nha cả nhà và đường kính bầu 40. Rồi, xây xây luôn. Nghĩ kỹ quý vị. Rồi, lên thân cành không quý vị, em này cành đẹp quá nào quý vị. Cành lực mà phân bố thì tứ diện ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã này mã 176, giao lưu giá là 1 triệu mốt, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo, mã 177 nha cô chú anh chị ơi. Gì cành đẹp đây. Rồi, chiều cao tầm 1m, tán ngang 80. Đây em đo cái hoành cho mấy anh chị nha. Cái này cái co, cái eo quá. Rồi 16 hoành mấy anh chị ơi. Và đường kính bầu 39 nha. Cái co vòng tròn ở dưới cái gì. Đây do ha. Đó. Đây cành đều ráng. Đây cành đẹp không cái gì. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 177, em giao lưu giá 1 triệu 2, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo, mã 178. Rồi, 178. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang là 90. Rồi, cái này em không có đo được dưới đây nha, em đo trên đây nha, cô chú anh chị. Rồi, 14 quanh nha cả nhà, và đường kính bầu là 40. Này chắc ở dưới đó chắc cũng khoảng 18 nè. Dạ. Yeah. Rồi lên thân cành nha quý vị. Cành lực không được. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi mã này là cái mã 178, em giao lưu giá là 1 triệu mốt, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu mốt. Rồi tiếp theo mã 179 nè. Rồi 179. Rồi, chiều cao tầm 1m2. Tán ngang 75. Rồi, 19 quanh nha mấy anh chị, đường kính bầu 38. Rồi. Rồi, ăn canh luôn rồi quý vị. Rồi, dừng lại tức đi. Có cái hoa. Đây. À, to à. Cánh bầu đẹp ha. Đó. Hoa bị chảng. Này nó phủ ra khỏi 4 ngón tay mình luôn quý vị. À, to chất lượng ha. Đủ nè. Xanh cây hết luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi mã 179 em giao lưu giá là 1 triệu em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống. Rồi tiếp theo. Mã này là cái mã 180. Chiều cao là 75. Tán ngang 70 nha mấy anh chị. 16 hoành luôn mấy anh chị ơi và đường kính bầu 35. Rồi,
Để luôn rồi quý vị. Rồi thân cành luôn. Rồi có cái hoa quý vị ơi. Hoa em nói ha. Quá sát cánh luôn nè ha. Bông cũng bự đây. Rồi xe xe cái mình báo giá luôn em. Đây mã này mã 180 nha cả nhà ơi. Rồi, đây cả luôn. Nhà xem. Rồi mã này em giao lưu giá 900 thôi nha cô chú anh chị ơi, em bao ship nha. Rồi xuống kê luôn 900.000. Rồi tiếp theo mã 181 ạ. Rồi 181 chiều cao. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang là 75. Rồi. Rồi 14 hoành nha mấy anh chị và đường kính bào 37. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Rồi dừng nè trúc yên. Hoa này nói chung nó cũng còn nguyên vẹn ha. Bông hiện tại giờ nó cũng hai lớp hả quý vị. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này là mã 181, em giao lưu giá là 1,1 triệu nha cả nhà. Rồi 1,1 triệu. Rồi tiếp theo mã này mã 182. Chiều cao 90 nha em anh chị, tán ngang 80 luôn. Rồi 17 hoành và đường kính bầu 37 ạ. Rồi xoay xoay luôn. Rồi thân cành luôn rồi quý vị. Rồi giá luôn như em. Rồi mã này mã 182 giá 900.000, em bao ship nha cả nhà. Rồi xuống cây luôn 900. Dạ rồi tiếp theo mã 183. Rồi 183. Rồi chiều cao 95, tán ngang 75. Rồi 19 hoành nha mấy anh chị, đường kính bào 34. Rồi xe xe luôn. Nhìn không nhé. Để nha quý vị. Để ha. Nói chung xe thứ diện ha. Rồi dừng luôn tốt đi. Có hoa trước mặt đây ha. À, à đẹp quá quý vị. Chất lượng ha. Rồi xe xe tiếp luôn. Rồi mã này mã 183 nha mấy anh chị nha. Tay cành lực nè, bông nhiều cánh nha mấy cô chú anh chị. Rồi em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi xuống cây luôn 1 triệu. Rồi tiếp theo mã 184. Chiều cao tầm 1m3, tán ngang 75. Rồi 19 hoành nha mấy anh chị, đường kính bào 37. Rồi để đây rồi quý vị. Em khá đế quá ha, đặc tế quá nè. Rồi tay cành luôn rồi quý vị ơi. Cành cũng lực lực không đây ha. Ở trên có hai cái hoa. Đó. Đây cho mấy anh chị luôn. Xem hoa thấp dưới đây đây ha. Đó. Hai lớp luôn quý vị, bông đẹp luôn ha. Trên đây cũng hai lớp luôn nè ha. Đó. Bông bự bự không ha. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Rồi mã này mã 184, em giao lưu giá là 1,150,000, em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi 1,150. Rồi qua cây mới luôn. Tiếp theo mã 185 nha cả nhà. Rồi 185. Chiều cao tầm 1m, tán ngang là 75. Rồi 16 hoành, đường kính bào 35. Rồi để đây quý vị. Em này để đều nè. Rồi thân cành luôn quý vị, cành lực luôn ha. Cành cũng đều luôn. Rồi giao luôn như đêm. Rồi mã này mã 185 900.000 thôi mấy chị ơi. Rồi 900. Rồi có cái mới luôn. Tiếp theo mã 186 ạ. Chiều cao tầm 1m05, tán ngang 70 nha mấy anh chị. Rồi 18 hoành, đường kính bầu 40. Quý vị ngắm nghía kỹ thân cành nha quý vị. Rà xuống cái gốc nữa ha, cái cò nữa nè. Để đây.
Rồi, giao lưu như Trúc Yên. Rồi, cái mã này là cái mã 186, giao lưu giá là 1 triệu nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn, 1 triệu. Dạ, tiếp theo mã 187 ạ. Rồi, 187. Chiều cao tầm 1m2, tán ngang 70 nha cả nhà. Rồi, 17 quanh mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 36 ạ. Rồi, để đây. Để tứ diện. Rồi, thân cạnh luôn. Cạnh cũng lực lực không đây quý vị. Đó. Ở trên có hai cái hoa cậu giống nhau luôn. cánh giống bông cúc. Cánh này nó không có cánh bầu mà nó cánh này dài dài giống như cánh của cúc mâm xôi vậy ha, cúc mâm xôi nè. Cái cánh cũng dài 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 vậy ha. Đây mấy chị xem giúp em ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Rồi mã này mã 187, giao lưu giá là 1,1 triệu, em bao ship ha cả nhà. Rồi cái mai mà cánh của cúc mâm xôi. Rồi tiếp theo mã 188, chiều cao 80, tán ngang 75. Rồi 20 quanh nha cả nhà và đường kính bầu 39. Vì em này người ta cành lực quá ha. Đó. Cành bự bự không vậy nè. Để đây ha. Để nó hơi lạ lạ lắm anh chị. Nó nhìn giống con mình thú chân dạ. Cẳng vậy ha. Nhìn cũng hơi tựa. Ná có tự tưởng chiếu nhưng quý chị. Giao lưu bao nhiêu đem? Rồi mã này là cái mã 188, em giao lưu giá 900 thôi mấy anh chị ơi, bao ship nha cả nhà. Rồi 900. Tiếp theo mã 189. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 80 nha mấy anh chị. Rồi. Rồi 18 hoành luôn mấy anh chị ơi, và đường kính bầu là 42. Cành đều quá đây quý vị, thân lắc đẹp luôn ha. Đó, quý vị nhớ cái đường thân tay cạnh em này đẹp lắm. Cò đế luôn quý vị. Nè, vậy ngắm nghía thân cành nó ha, đẹp ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, cái mã này là cái mã 189, em giao lưu giá 1,3 triệu, em bao ship cho mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Rồi, cái mã 189 này là mã của clip của bên em và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giảo Tân Châu. Rất mong anh chịu mến shop, ủng hộ shop và hẹn cô chú chị vào clip sau ạ. À.